mình thích. Rồi cầu mà cầu dở lên luôn đó. Mình vẫn lang thang ở khu vực của Legoland, thế giới của trẻ thơ, thế giới của những cái Lego. Thì bây giờ mình ở một cái phần khác là người ta giới thiệu về cái đất nước của Đan Mạch. Và bây giờ Đinh dắt mọi người đi xem với Linh đất nước Đan Mạch được xây dựng bởi những cái khối hình Lego như thế nào nhé. Mình thích nhìn mấy cái chiếc xe lửa nó chạy qua chạy lại ghê á, nhìn nó có hồn làm sao đâu á. Và nãy giờ mình thấy nó chạy từ khu này tới khu khác rồi nha, tại vì mình để ý cái chiếc xe chở than này nè, là nó chạy dữ lắm luôn đó. Đây là toa chở khách, đây là toa chở than và hàng hóa. Khu vực này là của nước nào ta? Linh chưa biết là nó ở nước nào luôn á. Oh, người ta làm kỹ ghê, có người ngồi đợi nữa nè. Hơi bị tối á, các nhà thấy không được ha. Nó chạy từ khu này qua bên khu này nè cả nhà. Trời rộng đi. Chỗ này là ở Thụy Điển. Cầu đóng lại, ố quên cái đập đóng lại chứ không phải cây cầu, và cái đập bên kia nó mở ra. Không biết nó có tới được không. Ờ,
À, được rồi, câu mà câu dở lên luôn. Đó. Tưởng là nó bị mắc kẹt ở đây rồi chứ, là mình không có xem được nữa. Ở xa xa có một cái chút, chiếc trực thăng luôn kìa. Quay mỏi tay luôn, chưa hết nữa đó. Mọi người đã thấy cái toàn cảnh châu Âu qua clip của Linh rồi đúng không? Mọi người có thích không? Linh thì rất là yêu cái phần châu Âu này của thế giới. Vì mình chưa có dịp đi hết tất cả các nơi, nhưng mà châu Âu này đẹp quá. À, xin lỗi, nãy giờ chưa có đọc thông tin ở chỗ cái phần này luôn, cho nên bây giờ Linh quay lại lên đọc để cho mọi người biết cái khu vực này là ở đâu. Đây là ở Scotland nha cả nhà. Trời ơi, mình nhìn thôi là mình mê ơi là mê rồi. Coi cái hệ thống điện nước ở Scotland này nó kinh khủng ghê chưa. Còn cá mập ở dưới nước nữa hay sao á. Dạ, có cá mập dưới nước. Cá voi. Thank you.
Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Nhớ like, subscribe, share cho Linh nhé. Linh chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.